Mày chạy nữa đi. Mày ngon, mày chạy nữa đi. Dám đi trước mặt mình nhảy tới nhảy lui ha. Giờ mình cho bạn vô thùng luôn, hai con luôn. Đây một con mini nè, con này nhỏ quá mình thả nó đi, bắt con này nè. Này cho hai anh em, thằng lớn thằng nhỏ. Điếm. Cái này là mình ra chắc cũng 6-7 con. Cái túi. Xin chào cả nhà. Này hiện tại đang là 1 giờ đêm rồi cả nhà ơi. Bữa nay nước nó xây hơi trễ á. Tối nay Nghĩa sẽ đi sôi bạch tuộc cho cả nhà xem nha. Nghĩa mới sắn cái vỏ lãi vô tới trên bãi luôn cả nhà. Mở cái đèn lên cái đây. Đó. Mùa này mình không có đi sôi mấy bữa nước kém được. Nước kém nó xây tới sáng. Trời sáng thì nó không có lên bãi nhiều. Lội không có. Chỉ có nước đêm mà nó lên nó ăn còng. Thì Nghĩa thấy có con thòi lòi kìa. Nó nằm lúc nắng á. Đi gần gần lại nó cây. Đây nó quay đầu ra. Rồi xuống nước rồi. Quẹo vô. Đó đó đó. Trời ơi. Nặng luôn rồi. Lần nào lên bãi cũng gặp con thòi lòi vậy. Không, bữa trước mình đi gặp con thòi lòi với chứ hên nha. Bữa đó mình được cả ký hơn. Kìa nó còn cái lòi nhộn mấy á. Để chút nó vô đi rồi mình lấy nồi lao mình chụp lên đầu nó. Thầy Nghĩa thấy một con rồi nè cả nhà ơi. Ôi ôi chà bá luôn. Con nó đi lên nè. Chui xuống hang nè. Nước này lớn lẹ lắm. Mình tranh thủ á. Mình bắt được con nào cái mình bỏ vô thùng mình đi liền cả nhà. Tại mình phải lội liên tục. Lội theo mé vậy nè. Mình đi không kịp là nó lên cái nước lớn á. Là nó khuất luôn. Mình không có bắt được nó. Quá trời bù mắt luôn á. Nãy Nghĩa tha sẽ fail ở tay với cổ được không? Không có tha vô cái chân. Giờ nó bu vô cái chân nó cắn. Rồi xuống nước. Mát lạnh luôn. Ê, con rắn kìa. Chụp nó. Kế bên có con cá bông tre. Ủa sao con này nó khờ dữ vậy? Con này chắc bị con gì cắn rồi nè. Vô vô thùng thôi. Hung thủ chắc là mày quá. Chắc mày cắn người ta nè. Đây, ráng nước cả nhà. Cho vô luôn. Quá trời bự. Quá trời bự hóng luôn. Bộ hống khủng khiếp thiệt chứ. Đây đây con nữa cả nhà ơi. Ôi con nào cũng lấy chà bá lửa luôn. Đi đâu? Đi đâu mà vội mà vàng. Vô thùng vui hơn. Hai con.
Nay tới mùa nó rồi, đi sôi cỡ nào cũng có hết. Mấy khúc này nước lớn lẹ, nó tràn vô nhanh ghê luôn. Ê, trời ơi, nó leo vô luôn kìa. Ôi, nó đi vô trong, nó leo qua từ bên đây mà nó leo xuống đây luôn cả nhà. Con này tính đi lên bờ luôn nè. Ngon lành luôn. Hoành lại cái nhà. Ở chỗ này nó chưa lớn, nó mới lớn tới này. Chỗ đây là ngay cái rạch rồi. Hey, đây con nữa nè. Ê ê ê, đi đâu? Nó cứ cành mấy cái lỗ nó xuống không cả nhà. Ê, đây con nữa. Ý. Ôi, hên. Quá hên luôn cả nhà. Mới bị văng nước. Không sao. Đây. Văng nước trúng cái máy quầy, hên không sao. Nãy giờ được 5 con rồi cả nhà ơi. Mới lỡ có 1 khúc à. Thấy có lý rồi đó. Vậy nó có cái thùng này đi chứ khỏe. Này giống như là cái cây gậy của mình vậy đó. Đi chổi. Khỏe gấp nhiều lần mình đi không. Ê, 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 nó kìa. Con thòi lòi. Mày, mày ngon mày đứng nó đi. Mày ngon mày đứng nó đi. Ê, còn con nữa. 2 con luôn. Đây cả nhà ơi, chà bá luôn. Vô. Đâu rồi? Nó chạy ra đẳng rồi. Thì dương nay có thòi lòi. Đứng im. Nó bơi vô ngoài rồi. Trời ơi, sao bắt à. Chút nữa quay lại là nó vô à. Mấy con đó mình để bắt sau đi. Giờ mình đi kiếm bạch tuộc trước nha. Mày ngon mày đừng quẹo vô đây. Đó, mới đầy nước. Vừa mới đi vòng là nước nó lên tới cái mũi vỏ luôn nè. Nó ở đâu luôn người ta. Đó, 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 đó. Nó qua bển này. Nhĩ mới thấy ở đây có 2 con rắn nè. Một con thì nó còn nằm trên nè. Còn một con nó chui dưới cái lỗ đây nè. Này là rắn nước nè. Đi. Vô thùng đi. Cái thấy ghét không? Hay dưới trời. Làm tao bực cái đó.
còn con nè, nè nè nè, lú cái đầu nó lên rồi nè, này lú con này bự hơn, núp thì núp luôn đi, bị đặt khó cái đầu lên. Thôi thôi lôi nữa, bãi này ngay thòi lòi dưới kìa. Nghe chi được con rắn nữa nè, chi được lật thùng. Con này nhỏ quá, thả đi. Hey, cỡ con này bắt được nè. Ê, 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 chơi chui xuống hàng hả mày? Vô thùng. Bắt được đâu hết rồi. Hồi nãy giờ không thấy con nào vậy? Rắn nữa. Mà tôi không thấy, mà thấy rắn không vậy? Không vô thì nó đút nguyên cái tay vô luôn. Đây đây đây. Trời ơi, từ nãy giờ nó là cả nhà. Phải vậy mới được chứ. Chỉ ghê tè chạy nhức cái đầu luôn. Nước nó lùa vô lẻ ghê. Đây rắn nữa. Con này bự nè, lú cái đầu nó lên nè. Này bữa nay nó lên đó, bữa trước nghe đi có hai con về nghe thả luôn. Đây nước nó lên đục mò. Ô nó tràn vô như lũ vậy, coi nè. Ào ào luôn. Honda. Hai con Honda luôn đó nha. Chà bá luôn. Nó chạy, chạy tốc độ luôn. Này nữa nè, quá trời. Đây, con này nó đang nằm trước mặt mình luôn nè cả nha. Nãy cái rác quá trời luôn. Trời nghe nó nghĩ không thấy. Vừa đi qua cái lá cây nó trời ơi. Ơi ơi. Lẹ dữ à. Đang ngồi nghỉ mệt nói chuyện với mày chút xíu mà mày cũng cho nó. Rồi chui vô cái áo luôn kìa. Ui. Gì chơi kỳ vậy? Hey. Vô thùng đi. Mỗi giò quá. Ngồi nghỉ chút. Còn ngày đầy bù hóng quá. Mình sang cái nồi vẽ là chụp đầu đó.
cứ từ từ thôi. Mày chạy nữa đi. Mày ngon mày chạy nữa đi. Dám đi trước mặt mình nhảy tới nhảy lui ha. Bây giờ mình cho bạn vô thùng luôn. Ôi chà bá luôn cả nhà. Còn này tính đậu thấu. Còn con nữa, hồi nãy nghe thấy còn con nữa. Quá trời bù hống rồi. Nên mình rội trước rồi. Nào mình thấy con mắt mà nó sáng sáng á. Con mắt cá thòi lòi nó phản với ánh đèn á. Mình lia ngay nó là con mắt nó sáng rực. Đây có kèo nữa cả nha. Đó nè. Chạy đi. Chạy đâu thoát. Ý. Giỡn giỡn nó thoát thiệt luôn á. Nãy còn con cá tao đi kiếm hoài không thấy nó cả nhà ơi. Biết chui vô lùm hay gì à. Thấy ba con là bắt được hai con là cũng dữ dằn rồi. Thấy nó rồi. Nó nằm dưới cái cây à. Chạy đi. Ngon cơm luôn. Cho tụi bay ăn đồ dẻ. Chà bá luôn. Bá con bự luôn. Vô. Đủ kho tiêu rồi đó. Ba con. Còn con nào muốn đầu hàng nữa. Ló con mắt ra đây. Chà hết rồi. Còn cá nâu chà bá luôn. Chết tru quắc. Đó ta lên lẹ quá. Chưa bắt được nhiêu hết nè. Ngập tới rừng rồi. Không có bạch tuộc thì mình bắt rắn đỡ đi. Rồi nó nằm. Nó nằm dưới đây. Như tàu ngầm vậy. Vô. Đây đây hàng khuyến mãi. Hàng khuyến mãi cả nhà ơi. Ôm ấm cái gì đây. Đúng con còng chứ gì. Biết ngay mà. Nó bắt được con còng nè cả nhà. Vô thùng. Ôi, bắt được con còng lột luôn mới ngon chứ. Còng im xèo. Biết lựa đồ ăn quá. Ê ê ê ê ê. Chui đâu, chui đâu. Ui 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 ui. Tinh cắn đâu mày. Cắn. Đây, khuyến mãi nữa nè. Lên đây biểu. Con rắn luôn kìa. Rắn mini. Vô thùng. Rồi rồi nó ốm.
nó ốm hơn Nghĩa nữa. Đây con này được nè, con này được nè, con khúc này mà ngon quá ta. Rắn bạch tuộc đủ kiểu luôn. Đây hàng khuyến mãi trước khi về cả nhà ơi, hai con luôn. Đây một con mini nè, con này nhỏ quá mình thả nó đi, bắt con này nè. Này cho hai anh em, thằng lớn thằng nhỏ. Con kia nó chui vô hang nè, lẹ ghê không. Cái chỗ này mình mới đi qua thì luôn á, đi ngược lại là có nữa nè, có kèo luôn nè, có kèo luôn. Đứng quần quần đây lát thấy nó lên. Vô vô rồi ơi. Đầu tiên mình sẽ bắt ba con thòi lòi trước đấy. Rồi nó nhảy, nó nhảy, nó nhảy, nó nhảy lung tung bay ăn luôn. Một em, hai em, mày đâu? Mới nhảy tỉnh tỉnh này, này. Ba em, đủ hoa tiêu, còn cá bóng chè nè, bự ghê không? Nó ngủm mình bắt rắn mình bỏ vô cái thùng này. Được mấy con rắn đây, nghĩ không có đếm. Cái này là nhiều đây chắc cũng 6-7 con gì nè. Ơi cái túi, cái túi bao đời. Vô. Tao không cố này tính cắn mình nó gì. Vô giùm đi ông cố ơi. Cha mày. Đây còn ba con nữa nè. Cái này 3-4 nè, 3 con. Vô. Cũng cả chục con nha bọn. Tiếp theo là mấy em bạch tuộc. Cho nó ra, cho nó ra cái thau. Nãy giờ nó cũng bị thiếu oxy. Con này nó bự ghê không? Bữa trước Nghĩa đi cũng được con bự, mà nó bự hơn con này nữa. Có 11 con rồi cả nhà ơi. Hồi bữa nay được bạch tuộc chất lượng không chứ bộ. Còn là mấy con to không? Bự hơn bữa trước nhưng mà ít hơn. Bữa trước 20 con. Đã ghê cả nhà. Cái này mà nhúng giấm à, nhúng nách. 11 con này thì chắc cũng được
700-800 gram, bự bự không. Cái nó hít nó nằm sát với cái đít thao đã không. Bạch luộc này chỉ có làm hai món thôi, nhúng giấm với nhúng mẻ hoặc là nấu lẩu rồi thôi, chứ cái loại này nướng nó không có ngon. Con này nướng dở lắm. Giờ này chắc cũng đã 3 giờ cả nhà. Giờ nghỉ tắm rửa đi ngủ luôn. Chút xíu nữa phải dậy đi đóng đáy nữa. Rồi trên đây Nghĩ xin kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.